hay là bóc ra này, bóc này. Hai mình một cái. Sao mà ngon thế? Ngon nhờ. Ơ này này, mày làm cái gì đấy? Chị đang nhặt kẹo mút. Cái đấy rơi bẩn rồi, cần gì nhắn nó đây, có đầy đây này. Nè, mày muốn ăn bao nhiêu cái cũng được này. Ừ, tao xin nhá. Tao chỉ ăn một miếng là vứt rồi. Đi. Kẹo này sao mà có bóc thế? Ngon. Ngon nhỉ? Kẹo này mua ngon không? Một nâu, một đỏ, một xanh có hết. Thôi ngồi kia ăn đi. Ok, được. Sao ai lại vứt rác bừa bãi thế nhở? Vứt ngay dưới đường luôn. Đúng là vô ý thức thật đấy. Mà sao anh lại nhìn giống kẹo mút thế nhở? Ừ, đúng kẹo mút thật đấy. Vừa mới bóc luôn. Ơ, đâu rồi? Mà nhìn xem ai kia. Không. Ơ, nó đang nhặt người cái gì nhỉ? Như là nó đang nhặt ăn cái kẹo mút luôn mình vứt đấy. Với tao vứt một cái mà. Đấy, tao cũng vứt một cái. Đúng mà nhà cô khác không có tiền để mua kẹo mút. Cái kẹo mút này á, mình ăn xong mình còn vứt rồi, nó vẫn nhặt lên để ăn. Mà tao bảo với mày này, lúc nãy đi chơi đừng có chơi với nhà nghèo, chơi mỗi với nhà giàu thôi nhá. Ừ, thế cũng được. Ừ, hay là mình tao với mày đi trêu nó một trận đi. Ờ, đi. Sao ai lại vứt kẹo phí này nhỉ? À kia, mày làm cái gì đấy? Tao nhặt rác mà. Mày nhặt rác hay là mày nhặt kẹo để ăn ấy? Sao lại nhặt kẹo để ăn? Thôi mày đừng giả vờ nữa. Cái kẹo đấy của tao ăn qua rồi. Mày nhà nghèo mà không có kẹo ăn, mày đi phải đi nhặt ăn đúng không? À, thế hóa ra là cái kẹo này là chúng mày vứt à? Đúng rồi. Sao chúng mày vô ý thức thế? Chúng mày ăn kẹo xong bỏ kẹo thì chúng mày phải vứt vào thùng rác chứ. Sao chúng mày lại vứt hết ra đường thế này? Chúng mày có biết là vứt hết ra đường thế này ô nhiễm môi trường không? Thì kẹo bọn tao. Bọn tao vứt đâu thì kẹo bọn tao. Liên quan gì thì đến cái thằng nhà nghèo như mày? Này, chúng mày đừng có mà nói thế nhá. Chúng mày khinh thường người khác vừa vừa thôi. Chúng mày đừng có mà tưởng chúng mày có mấy cái kẹo mút bé bé thế mà chúng mày ra vẻ ta đây nhá. Cái gì? Mà cái kẹo mút bé bé á? Thế nhà mày có không mà mày nói thế? Nhà tao á, làm gì mà có mấy cái kẹo mút bé bé như thế này? Thế mà oai oai oai, nói như kiểu nhà mày có nhiều lắm ấy. Nhà tao không có, nhưng mà tao về bảo bố tao kiểu gì bố tao chả mua cho. Lại nhắc đến cái thằng bố của mày. Cái thằng bố của mày á, nhà như thế, làm gì có tiền mua kẹo mút cho mày ăn? Mày đừng có mà xúc phạm bố tao. Bố tao á, từ nhỏ đến lớn chưa sợ thằng nào đâu. Nếu mà chúng mày thích ấy, thì chúng mày hãy đứng ở đây đợi tao. Để tao về tao xin tiền bố tao mua kẹo mút. Xem chúng mày còn dám khinh thường tao không? Được. Nếu mà mày lấy được kẹo mút đấy, thì tao cho cái gói này cho mày. Với lại rồi mày làm đại ca luôn. Có dám chơi không? Có. Thế thì còn mày thì làm sao? Thì tao cũng gọi mày làm đại ca. Với lại mỗi ngày có mày đi học. Ờ rồi. Đi bên lấy đi. Thế chúng mày đứng ở đây đợi nhá. Ừ. Tao đây đây. Ra đi ngồi đợi nó đây. Chắc nó lấy không được đâu nhỉ? Ờ. Nhanh nhẹo thế làm gì lấy được. Một cái kẹo mút sẽ lấy không được ra rồi còn nhỉ. Đấy. Dạ con chào bố ạ. À, đi đâu về con? Dạ con đi chơi về ạ. Đi đâu chơi về? Hồi lẽ con đi sang bên kia chơi xong là con thấy thằng Thóc với thằng Ngô ấy,
Nó ăn kẹo xong là nó vứt ra đường con mà nó nhặt bỏ vào thùng rác. Nó không bỏ, nó bảo là con nghèo không có kẹo mút ăn thì đừng có mà nói. Nó bảo thế. Nó chê nhà mình nghèo á? Vâng, nó còn xúc phạm bố. Nó bảo là cái thằng bố của mày thì làm gì mà có tiền mua kẹo mút cho con, cho mày ăn. Nó bảo thế. Ui, sợ thế, sợ thế. Sợ quá, sợ quá. Nhưng mà nhà mình đúng là nghèo thật con ạ. Nhà mình nghèo, không có tiền mua kẹo mút này, không có tiền mua cái gì cái kia. Nhà mình nghèo nhiều cái, nhiều cả nhà nữa, không có nhà này. Nhưng mà đấy chỉ là người ta nói thôi. Còn bố con mình á, bây giờ ấy, con nhìn thấy gì chưa? To thế nhở. Con nhìn thấy gì chưa? Hai cái luôn. Nhà mình nghèo lắm, nhưng mà đấy là người ta nói thôi. Còn ở trong phim ấy, nghèo thực như thế này này, người ta tí hon mình phải khổng lồ. Bây giờ con ấy, mang đi cho chúng nó biết thế nào là nhà nghèo. Này, cầm lấy, mang đi gõ cho chúng nó một trận nhé. Dạ vâng ạ, con chào bố. Chúng nó sướng đời đi, dám kinh thường nhà mình à? Dạ vâng, con chào bố ạ. Vớ vẩn thật, bọn này. Này, kia, chú mẹ ăn kẹo mút nó chưa? Nó cái gì? Sao một ngày lâu đấy, kẹo mút của mày đâu? Nó ra đây xem nào. Nó làm gì có kẹo mút, nhà nó nghèo như thế nó làm gì mua được kẹo mút. Đúng rồi. Chúng mày mở mắt to ra mày nhìn nhá, chúng mày đừng có mà sợ nhá. Đấy. Tên tên tên. Thôi làm sao không? Sao mày lại có cái kẹo mút to to như thế? Ôi, từ nhỏ đến giờ tao chưa thấy cái kẹo mút nào to như thế. Sóc ơi, lệ Sóc ơi. Sóc ơi, lệ đi. Ta đã nói rồi thì chú mày không nghe. Bây giờ thì một thằng khóc, một thằng thì ngất. Thằng ok, bây giờ mày tính thế nào? Dễ đi thôi con, dễ đi. Đúng là không thể khinh thường người khác qua vẻ bề ngoài được. Nhìn nhà nó nghèo nghèo nhưng mà cũng chỉ là nghèo về bề ngoài thôi. Đúng là nhà nó giàu thật. Của nó còn to gấp 100 lần của mình ấy. Thế là chúng mày tính như nào? Ta chỉ đùa thôi, mới trêu nhau tí thôi mà. Trêu cái gì mà trêu? Chúng mày quên cái lời chúng mày nói rồi à? Nó lấy oai lắm cơ mà. Thôi để tình bạn bè chơi với nhau, tha cho bọn ta lần này đi. Tha cái gì mà tha? Đây là kẹo mút của chúng mày đúng không? Tao xin. Của tao mà, trả cho bọn tao. Thấy không? Trả cái gì mà trả? Thì lần sau chúng mày còn dám khinh thường người nghèo nữa không? Thì không dám nữa, thế thì trả cho bọn tao đi. Trả cái gì mà trả? Chúng mày không nhớ lấy mồm của chúng mày vừa nói cái gì à hả? Chúng mày bảo là thách thức tao. Nếu mà tao lấy được kẹo mút về thì chúng mày gọi tao làm đại ca với cả cho tao cái gói kẹo này mà. Thì thôi bây giờ mày lấy đi rồi thì bọn tao làm gì có cái gì ăn nữa. Ăn cái gì mà ăn? Để tao nói cho chúng mày một câu này. Đừng bao giờ khinh thường người khác qua vẻ bề ngoài. Chúng mày hiểu chưa?